Đây có thể coi là một trong những chiếc điện thoại siêu hiếm ở trên thị trường. Nếu mà bây giờ mình tháo cái bút này ra, đấy, mình vẽ viết các thứ lên trên màn hình như này, các bạn nhìn thấy không ạ? Thì có lẽ là chúng ta sẽ nghĩ là đây là một sản phẩm dòng Note của Samsung, nhưng không phải đâu. Đây không phải là sản phẩm của Samsung. Đố bạn biết đây là sản phẩm của hãng nào? Đấy. Bây giờ mình sẽ lắp cái cây bút này vào nhé. Cái cây bút này sử dụng rất là sướng, mình cảm thấy là vẽ viết cái thứ lên này rất là nhạy luôn. Mặt lưng ở phía sau khi mà chúng ta sờ vào cảm thấy vô cùng nhẵn mịn, và chất liệu mặt lưng ở phía sau cực kỳ ấn tượng. Cái chỗ làm ở cái cây bút này này nó cũng sẽ lồi lên như thế này, đấy, nó tạo điểm nhấn hơn cho cái sản phẩm này. Ở đây thì khi mình lật mặt sau lên rồi thì các bạn sẽ thấy là đây là dòng chữ LG, đúng không? Nhưng kể cả bây giờ nếu các bạn biết được là đây là sản phẩm của LG thì đố bạn biết tên nó là gì đấy. Bởi vì ở Việt Nam sản phẩm này rất hiếm luôn. Và nó cũng là cái sản phẩm, nếu mình nhớ không lầm, thì cũng không được LG công bố chính thức ra. Đấy, nên là mình mới gọi là đây là một sản phẩm hiếm như vậy. Chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất, đến chơihay.vn. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Đây là LG Stylo 7. Cái chiếc điện thoại này thì nói là hiếm như thế thôi, nhưng mà chúng ta có thể mua ở trên thị trường với mức giá loanh quanh tầm khoảng 3 triệu. Đấy, thế thì cũng rất là cảm ơn anh Dũng Sky, một người mà mình đã quen biết, đã cho mình mượn một cái sản phẩm rất là độc lạ như này. Thế thì LG Stylo 7 thực ra là các bạn mà có tìm kiếm thông tin ở trên mạng cũng khó tìm kiếm thông tin của cái sản phẩm này đấy nhá. Mình nói luôn là cũng khó tìm đấy. Bởi vì là đây là cái chiếc điện thoại mà trên GM Arena chúng ta sẽ không tìm thấy thông tin đâu. Mình phải phải tìm mãi thì mới ra được một số những thông tin cơ bản. Nhưng thôi, chúng ta sẽ bắt đầu đến từng phần của sản phẩm này nhé. Đầu tiên là về mặt thiết kế, cảm giác cầm nắm cực kỳ tốt, xin nhắc lại là cực kỳ tốt luôn, rất là mỏng nhẹ luôn. Và cái mặt lưng này thì vô cùng bám tay, khiến cho mình khi mà cầm vào mình không có một cái cảm giác bị trơn hay cái gì cả. Và cái mặt lưng này thì nó rất là mềm, khi chúng ta sờ vào thì nó không để lại mồ hôi và dấu vân tay, nên là trong cái quá trình chúng ta sử dụng thì nó sẽ rất là sạch sẽ. Bình thường với những sản phẩm của Samsung đi, đây là LG, với những sản phẩm của Samsung thì họ sẽ không làm những cái G mà nó lõm xuống như này đâu, để chúng ta có thể nhìn thấy cái đường bao quanh cái cây bút như này để tạo điểm nhấn. Họ có thể họ làm phẳng luôn, nhưng mà đối với LG thì các bạn nhìn này, đấy, thiết kế thì nó cũng có một chút nhấn nhá. Chất liệu thì chắc là mình nghĩ là chắc chỉ bằng nhựa thôi. Khung viền thì chắc cũng chỉ bằng nhựa thôi, tại vì là mình cũng không nhìn thấy những cái đường cắt ở trên cái khung viền này. Đấy, thì mình nghĩ là đây sẽ là nhựa, mà cái tầm giá của nó thì cũng như vậy thôi mà, tầm giá nó cũng rất là rẻ thôi, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ nói tiếp nào. Ở phía sau này chúng ta sẽ có tất cả là 1, 2, 3, 4 cái camera và một cái đèn flash. Đấy, cụ thể thông số sẽ là 48 chấm đối với cả camera chính, góc rộng sẽ là 8 chấm. Và hai cái còn lại là hai chấm hỗ trợ cho việc chuẩn xóa phông cũng như là macro. Thì về cơ bản là thông số camera thì nó cũng giống như là những cái sản phẩm khác đang có trên thị trường bây giờ thôi. Về màn hình thì cái chiếc điện thoại của chúng ta sẽ có một cái màn hình rất là lớn nhé, 6,8 inch, độ phân giải là Full HD cộng, tấm nền là IPS LCD nên là nó mới có vân tay ở bên cạnh hông như này. Đấy, tốc độ đọc vân tay thì mình thấy là khá là nhanh, kể cả mình có sử dụng ngón trỏ, một cái ngón mà nó có tiết diện nó bé như này, nhưng mà mình vẫn có thể mở khóa vân tay một cách dễ dàng được. Cái màn hình này thì mình thấy là cái phía mặt trước ấy, cái phần viền dưới làm khá là dày, phần viền trên này thì làm ở mức độ bình thường. Đấy, nhưng mà cái phần viền bao quanh cái cụm camera selfie này thì thực sự là to quá, các bạn nhìn thấy không ạ? Đây cũng là cái yếu điểm của màn hình IPS mà chúng ta phải chấp nhận thôi. Nhưng mà mình nhìn thấy là cái màn hình IPS này có độ sáng tương đối đấy, nó không phải là quá tối đâu. Mình nghĩ ít nhất nó phải tầm khoảng 500 nit trở lên. Góc nhìn là cực kỳ tốt nhé, xin nhắc lại là góc nhìn cực kỳ tốt, màu sắc khá chân thực. Thực ra là những cái màn hình của LG, kể cả IPS đi chăng nữa, nhưng mà khi chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy màn hình rất là đẹp, chứ không giống nhiều là những cái màn hình rẻ tiền tầm khoảng 3-4 triệu như kiểu của Xiaomi hay là Realme đâu. Đấy là đối với những màn hình IPS nha các bạn nhé. Đấy, còn tất nhiên rõ ràng là cái màn hình này nếu mà so với AMOLED thì nó sẽ không bằng rồi. Về cái mật độ ảnh nó sẽ rơi khoảng 387 ppi, mật độ ảnh đó thì cũng ở mức độ đủ nét, chỉ có khi nào chúng ta dí sát mắt ở đây thì chúng ta mới nhìn thấy ra điểm rỗ thôi. Còn với kích thước màn hình rất là lớn lên tới là 6,8 inch như này thì chúng ta sẽ có một không gian xem phim, giải trí các thứ rất tốt, đúng không ạ? Màn hình này thì sẽ có tỷ lệ là 20:9 các bạn nhé. Về hiệu năng thì sao? Hiệu năng thì mình nghĩ là xứng đáng về cái số tiền 3 triệu chúng ta bỏ ra thôi. Bởi vì sau này nó chỉ có con chip Snapdragon 665
RAM 4, bộ nhớ trong 64. Đây có thể coi là một trong những cái cấu hình cơ bản ở trong cái tầm giá chỉ khoảng 3 triệu như thế này. Đấy. Về phần camera thì mình cũng đã nói rồi. Pin thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng 4.000 mAh thôi. Pin 4.000 mà lại phải gánh một cái màn hình nó lớn như lên tới là 6.8 như thế này thì mình nghĩ là một ngày chắc chắn là chúng ta sẽ phải sạc 2 lần đấy. Còn về phần mềm thì hiện tại cái phiên bản Android mà cái mẫu điện thoại này đang chạy thì nó chỉ là Android 11 thôi, chứ nó cũng không phải là những cái phiên bản Android mới nhất bây giờ. Chiếc điện thoại này thì sẽ có cổng sạc là USB Type-C này, sẽ có loa ngoài nhưng nó chỉ có loa đơn thôi chứ không có loa kép đâu. Đấy, và vẫn giữ được jack cắm tai nghe 3.5. Còn khi mà mình tháo cái cây bút này ra, đây, thì cái cây bút nó sẽ là cái điểm nhấn lớn nhất của cái sản này. Đấy, thì chúng ta cũng có các cái thao tác ví dụ như là tạo ghi chú mới này, hay là chụp ảnh GIF này, hay là tạo những cái theo kiểu dạng raw chat ấy, nốt ở trên màn hình này, hay là các bạn vẽ viết những cái tính năng như này thì mình thấy là nó khá là giống với cả dòng nốt của Samsung. Tuy nhiên là nếu mà so với cả những cái dòng nốt đời mới của Samsung bây giờ thì ở trên cái cây bút này nó sẽ không có một cái phím để chúng ta có thể điều chỉnh, ví dụ như là chụp ảnh selfie này thì nó sẽ không có cái đó đâu nhé các bạn nhé. Và cái cây bút này chắc chắn rồi nó sẽ không có Bluetooth và cũng không có pin giống như là những cái cây bút của Samsung đâu. Đấy, thì đây sẽ là cái yếu điểm của nó nếu như chúng ta so sánh nó với cả Samsung. Đấy, chứ còn cái bút này chủ yếu là chúng ta ghi chú rồi vẽ viết các thứ thôi. Đấy, và lắp vào thì nó cũng rất là dễ dàng như này. Và lắp vào thì các bạn lắp đầu nào cũng được nhé. Chúng ta xoay ngang, xoay trái đều được hết nhé. Đấy, xoay ngang, xoay dọc đều được hết. Các bạn cảm thấy sao về chiếc điện thoại rất là hiếm này của LG? Hay để lại comment cho mình biết nhé. Và các bạn cũng có thể tham khảo qua giá bán của một số những cái sản phẩm LG khác đang được bán tại Clickbuy, ví dụ như là LG Velvet bây giờ chỉ có tầm giá khoảng hơn 4 triệu mà thôi. Đúng là giá các bạn có thể nhìn thấy trên hình. Và mình thấy rằng là với cái mức giá đó thì nó ăn đứt luôn so với Redmi Note 11 đấy. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Mua những sản phẩm LG này thì ngán mỗi cái là nếu mà xảy ra hỏng hóc là vấn đề sửa chữa là hơi căng, tìm kiếm linh kiện là hơi khó đấy.